China sent to me in South Korea. Thì một đấy. Không phải một câu. And China sent to me in South Korea. Anti-China sentiment in South Korea. Quan điểm chống Trung Quốc ở Hàn Quốc. Meanwhile, a new opinion survey shows growing anti-China sentiment in South Korea following the economic reaction to the tap. Meanwhile, a new opinion survey shows growing anti-China sentiment in South Korea following the economic reaction to TAP. Meanwhile, a new opinion survey shows growing anti-China sentiment in South Korea following the economic reaction to TAP. Trong khi đó có một cuộc khảo sát về cái quan điểm chống Trung Quốc ở Hàn Quốc thì cho thấy cái ý là sao là gì? Growing following the economic reaction sau cái sự phản đối sau cái phản ứng kinh tế đối với Pháp. Cái growing anti-China sentiment là sentiment là cái gì ạ? Quan điểm đang gia tăng. Growing. Sự phản đối. Cái gì mà không có tăng? Sự phản đối Trung Quốc. Bởi ở trong cái xã hội Hàn Quốc thì đang có xu hướng gia tăng sau cái phản đối kinh tế ở Hàn Quốc. Sự phản đối thì nghe nó vẫn hơi nhẹ nhàng quá. Tức là cái sự phản đối sự gì? Phẫn nộ. Không phải phẫn nộ. Còn nó là tao nó là ghét ấy. Thế là cái sự tình trạng bài Trung Quốc ấy. Bài thì hợp lý hơn luôn, bài nghe không? Bài tức là kiểu không thích. Nếu mà ghét thì nghe là hơi rộng rã, đúng không? Nghe là hơi không ổn. Thế là cái tâm lý bài Trung Quốc. Bài tức là chúng ta tẩy chay hàng Trung Quốc này, chúng ta bảo không dùng hàng Tàu dùng hàng Việt Nam. Đấy là một tình trạng bài hàng Trung Quốc. Đúng là chúng ta bảo là không có khách Trung Quốc sang Việt Nam, đấy là bài người Trung Quốc. Đúng không? Bài. Results of the survey were released by the Asian Institute for Policy Studies in Seoul. Kết quả của cuộc điều tra này were released. By the Asian Institute for Policy Studies. The survey saw China's favorability rating in South Korea fall to. The survey saw China's favorability rating in South Korea fall to 3.21 on a scale of 1 to 10. With 10 being the highest rating. Cuộc khảo sát cho thấy cái sự bài Trung Quốc ở Hàn Quốc. Favorability. Favorability là favorability. Yêu thích người Trung Quốc. Thì đã giảm xuống còn 3.21% trong cái mức thang từ 1 đến 10, trong đó 10 là cái tỷ lệ cao nhất. Interestingly, it was lower than that of Japan, which was 3.33. Điều thú vị là nó còn thấp hơn cả ở Nhật Bản với cái tỷ lệ là 3.33%. Thấp hơn so với Nhật Bản. Thấp hơn so với tâm lý của cái suy nghĩ của Hàn Quốc về Nhật Bản là thấp hơn so với cái mức bài Nhật Bản của Hàn Quốc. Said Kim Ji Jun, a research fellow and co-author of the study. Kim Ji Jun what? A research fellow and co-author of the study. Ông Kim Ji Jun, nhà nghiên cứu đồng
tác giả của tác giả và nghiên cứu cho biết. In past surveys, Japan were consistently ranked lower than China due to in past surveys. Trong các cuộc nghiên cứu trước thì Japan has consistently ranked lower than China. Nhật Bản thường xếp hạng sau Trung Quốc. Due to continued anger in South Korea. Do tiếp tục gây phẫn nộ lên Hàn Quốc. Không phải, tiếp tục là phẫn nộ. Đây là cái từ anger là danh từ. Continue anger. Do sự phẫn nộ liên tục. Liên tục. Phẫn nộ liên tục thì ok hay rồi, nhưng có thể tìm được hay không? Over atrocity committed during Japanese colonization. Qua các cái cuộc đàn áp dã man. Về việc. Thế hả? Atrocity không phải là đàn áp dã man. Tội ác diệt chủng. Tội ác diệt chủng. Cái ngày xưa bọn Nhật ấy nó sang Việt Nam nó giết 2 triệu người vì nạn đói này, sau bên Triều Tiên và Hàn Quốc họ cũng giết rất là nhiều người, thì người ta họ đấy là cái tội ác diệt chủng phát sinh Nhật. Tức là Hàn Quốc người ta ghét người dân Nhật Bản do những tội ác diệt chủng mà Nhật gây ra trong quá trình thuộc địa hóa, trong cái quá trình thuộc địa hóa ra ở Triều Tiên, trong quá trình xâm lược South Korea opposition to T8AAD also dropped from 46% in November to 38% in March. Repeat. South Korean opposition to T8AAD. Cái này nào là gì thế? Là cái thác nữa. To that also dropped from 46% in November to 38% in March. 38% in March. In March. Ba. South Korean opposition. Phản đối của người Hàn Quốc. Đối với Tháp thì cũng giảm xuống từ 46% tháng 11 xuống còn 38% vào hồi tháng 3. Kim said the study found that. Kim said. Ông Kim nói. The study found that. Nghiên cứu cho rằng. Even Tháp opponents now have the lower opinion of the Chinese. Thậm chí các cái đối thủ của Sa Hạn Tháp thì cũng giảm Even that opponents now have a lower opinion of the Chinese. Lower. Có cái quan điểm thấp hơn. Quan điểm thấp hơn quan điểm thì thấp hơn cao. Đánh giá thấp hơn. Đánh giá với Trung Quốc. Đánh giá với Trung Quốc thấp hơn. Ok, lưu lại ạ. Lower opinion. Một cái nhìn thấp hơn. Có nhìn thấp hơn. Đánh giá thấp hơn là gì? Đánh giá Trung Quốc, Nhật Bản thấp hơn. Đánh giá ghét thì Trung Quốc hơn. Tức là nó tóm lại là ngay cả những người mà trước kia phản đối cái việc là triển khai hệ thống bằng tên lửa, ngay cả những người như thế họ cũng vẫn ghét chủ Trung Quốc. Có nghĩa là họ có thể phản đối cái việc triển khai hệ thống tên lửa, nhưng mà họ vẫn không ủng hộ cái chính sách của Trung Quốc. Đấy, họ vẫn ghét Trung Quốc bởi vì Trung Quốc làm cái trò đấy nó buồn cười. Tức là bình thường ngày trước kia nhá, là chỉ những người ủng hộ hệ thống tên lửa mới ghét người Trung Quốc, nhưng bây giờ thì ngay cả những người phản đối hệ thống đấy phản đối cũng ghét Trung Quốc, cũng ghét người Trung Quốc, là đáng ra phải cùng ghét người Trung Quốc. Hay dùng cái phải giá thế được, hay cái thấp được, đúng không? Mình thấy thấp người Trung Quốc. Nhưng mà giá Trung Quốc thấp hơn, thấp hơn so trước đây. Dạ. Regardless of your attitude of opinion toward that informant on the Korean Regardless of your attitude of opinion toward that deployment on the Korean Peninsula, China has lost a lot of popularity.
China has lost a lot of popularity among the Korean public. Bất chấp cái quan điểm, bất chấp cái thái độ quan điểm của bạn đối với Hồng Sát như thế nào, thì người Trung Quốc cũng mất rất là nhiều cái sự yêu thích ở trong thế giới Nhật, thế giới Nhật, Hàn Quốc, trong giới Hàn Quốc. Các bạn xin chào, người khác không phải bất chấp. Liên quan đến regardless. Okay. Cho dù bất kể là cái quan điểm của Hàn Quốc đối với Tháp như thế nào. China has lost. Trung Quốc cũng đã mất a lot of popularity. Rất nhiều cái popularity. Sự ưa thích rộng rãi, phổ biến. China has lost a lot of popularity among the Korean public. Korean. Trong công chúng của Hàn Quốc. Đấy là cái từ popularity. Từ đấy nếu mà dịch đúng nghĩa của nó thì nó lại không hợp với cả. Đúng không? Sự phân bố hay phổ biến thì sao? Chúng ta link lại câu trước thôi. Câu trước là gì về Hàn Quốc? Người ta càng ngày càng mất thiện cảm với người Trung Quốc. Thế thì cho dù là quan điểm của Hàn Quốc là ủng hộ hay phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống chống tên lửa, thì người Trung Quốc vẫn mất cái gì đó trong lòng họ. Đúng không? Mất cái gì ạ? Vị trí. Cho nên là nên dịch nghĩa, nên chuyển nghĩa. Cái hình ảnh và cái vị thế của Trung Quốc trong lòng Hàn Quốc cũng đã giảm rất nhiều. Không phải thiện chí, không đúng với người này đâu. Người Hàn Quốc này còn mất thiện cảm rất là mạnh đối với người Trung Quốc, cho dù là quan điểm của họ đối với hệ thống phòng thủ tên lửa như thế nào. Hoặc là một cách cụ thể là cho dù họ chống, phản đối hay là ủng hộ, cho dù người Hàn Quốc ủng hộ hay phản đối cái hệ thống Tháp, thì cái sự là cái thiện cảm dành cho người Trung Quốc của họ đã giảm rất nhiều. Thiện cảm. Và cái vị thế của người Trung Quốc trong lòng họ đã giảm rất nhiều. The United States, South Korea's closest military ally. Mỹ là một trong những cái liên minh quân sự gần nhất của Hàn Quốc. Thân cận nhất, khăng khít nhất. Received the highest favorability opinion. Cũng nhận được cái quan điểm là có cái đỉnh cao. Hai nhận được sự đánh. Nhận được cái đánh giá cao nhất, với tỷ lệ cao nhất. At 5.71. Ở mức là 5.71%. Not surprisingly. Không có gì đáng ngạc nhiên. North Korea finished last. Bắc Triều Tiên. In the survey. Finished last in the survey. Xếp hạng cuối cùng. With a rating of 2.17. Cái mức là 2.17. 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